Gà lợn cũng được cho vào máy xay nhuyễn. Trong số những thành phần này, chỉ có bột mì là rõ nguồn gốc xuất xứ. Còn lại, tất cả đều trong tình trạng hư hỏng, ôi thiêu và được đánh lửa vị giác bằng nhiều thứ chất tạo mùi. Đi này là một tháng liền là đi được, đi bỏ vất ra đi được. Đi này là được rồi. Mỗi ngày vài quẹt này có tháng đi thoải mái, vứt cái này ra đi bình thường. Mình uống tiêu axit hàng ngày, uống cho nó ấy hàng ngày. Nó không, sau này nó không mất cái cơn đau được. Ngày một ngày hôm nay độ 5 quẹt thì ngày mai độ 6-7 quẹt thì tăng dần lên là được. Cứ ngày hôm nay được đi được nào, ngày buổi sáng đi được 5 quẹt, buổi chiều 5 quẹt. Cái này là chỉ là phục vụ lúc nào mà không đi được bệt là di chuyển ở bệnh viện. Đi bệnh viện là không ai khênh được để di chuyển bệnh viện, hoặc là lúc không ấy được rồi. Cái này là tập đi tốt hơn cái kia. Di chuyển bệnh viện thôi, còn nếu ra tắm là mình cũng đi tập đi này, đi dần dần ra đây xong là dịu.